Thưa quý vị và các bạn, trong một bài viết đăng trên tạp chí Tuyên giáo từ năm 2018 có tiêu đề Từ xã hội dân sự thúc đẩy đa nguyên, đa đảng, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, giáo sư tiến sĩ Bùi Quảng Bạ, Học viện Chính trị Công an Nhân dân ở thời điểm đó đã chỉ rõ âm mưu hoạt động lợi dụng một số tổ chức xã hội dân sự kiểu phương Tây chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đối với Việt Nam tập trung vào các hướng sau đây. Thứ nhất là đề cao và nhấn mạnh vai trò phản biện xã hội của các tổ chức xã hội dân sự, triệt để khai thác tính đa dạng về thành phần, mục tiêu thành lập, lợi ích của tổ chức và các thành viên, đa nguyên về tư tưởng, chính kiến để hướng lái hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự đã hình thành hoặc chuẩn bị hình thành vào các khuynh hướng tư tưởng chính trị khác nhau, từ đa nguyên về tư tưởng dẫn tới đa nguyên về chính trị và mục đích cuối cùng là đối lập về tư tưởng chính trị. Thứ hai là thúc đẩy xu hướng thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Một số tổ chức xã hội dân sự mang tính giai cấp rõ rệt, những người sáng lập không đứng trên lập trường của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, thay vì đặt mục tiêu hoạt động nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã hướng lái tổ chức phục vụ lợi ích của một số tầng lớp, một nhóm người đối lập với lợi ích của dân tộc, quốc gia. Những kẻ sáng lập một số tổ chức xã hội dân sự thường có quan điểm trái chiều, đối lập với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, công khai yêu cầu Đảng ta từ bỏ vai trò lãnh đạo, xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp, đòi đổi tên Đảng, tên nước, từ bỏ con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng, nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn. Thứ ba là lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để hướng lái xã hội dân sự vào các hoạt động trái với tôn chỉ, mục đích. Một số tổ chức xã hội dân sự có khuynh hướng đi theo mục tiêu chính trị, đề cao các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền của chủ nghĩa tư bản. Họ lôi kéo một số trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên, luật sư tham gia mở rộng phạm vi, không gian hoạt động trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, phụ họa và tiếp tay cho các thế lực bên ngoài chống phá Việt Nam. Thứ tư là các thế lực thù địch bên ngoài gia tăng các hoạt động móc đối, liên kết, hậu thuẫn cho những người bất đồng chính kiến trong nước, những người bất mãn trong một bộ phận văn nghệ sĩ, trí thức, luật sư. Hoạt động theo khuynh hướng độc lập, hình thành xã hội dân sự đối lập theo mô hình của phương Tây, các nước Đông Âu và Liên Xô trước khi sụp đổ, tan rã. Cũng với chủ đề này, trong một bài viết đăng trên tạp chí Quốc phòng Toàn dân có tiêu đề Thúc đẩy xã hội dân sự ở Việt Nam, hình thức chống phá nguy hiểm của các thế lực thù địch, tiến sĩ Bùi Thanh Tuấn đã phân tích. Không thể phủ nhận, xã hội dân sự là một bước tiến của loài người trong tổ chức cộng đồng, bên cạnh sự tiến bộ của các thiết chế nhà nước ngày càng hợp lý. Điều này phù hợp với xu thế, nhà nước sẽ nhỏ đi và xã hội sẽ lớn lên, được các Marx đề cập trong lý luận về chủ nghĩa xã hội. Theo đó, chặng đường tiến bộ đáng kể của nhân loại biểu hiện ở vai trò tự quản trong cộng đồng ngày càng mạnh lên. Vai trò tự quản ấy chính là nằm ở các tổ chức xã hội với các thiết chế riêng bên cạnh thiết chế nhà nước, đó là các bộ phận hợp thành của xã hội dân sự. Theo các Marx, chủ quyền của nhân dân phải trở thành vấn đề trung tâm trong một xã hội dân sự đích thực, làm cơ sở cho một chế độ dân chủ và một nhà nước dân chủ chân chính. Đây là tư tưởng cách mạng sâu sắc, có tính định hướng cho việc nhìn nhận, đánh giá và xác định tính đúng đắn của một tổ chức được coi là xã hội dân sự đích thực hay giả danh để chống phá chính quyền nhân dân. Hiện nay, xu hướng mang tính phổ biến trong quá trình phát triển của nhiều quốc gia là mối quan hệ hữu cơ giữa kinh tế thị trường, nhà nước, pháp quyền và xã hội dân sự. Theo đó, xã hội dân sự được cộng đồng quốc tế rất quan tâm, coi đó là một nhân tố của xã hội hiện đại, một tiêu chí đánh giá trình độ phát triển của chế độ xã hội ở một quốc gia. Nhiều văn kiện của các tổ chức quốc tế và khu vực đã có các quy định về quyền con người, về xã hội dân sự, tổ chức xã hội dân sự. Nhiều tổ chức xã hội dân sự đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm thực thi dân chủ, nhân quyền, góp phần tích cực vào thúc đẩy dân chủ hóa và xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, v.v. Ở Việt Nam, quyền con người, quyền công dân là thành quả cách mạng được thể chế hóa và phát huy trên thực tế.
tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là sự kế thừa phát triển những giá trị quyền con người, quyền công dân của nhân loại trong thời đại mới. Trong các bản hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013 đều thể hiện rõ bản chất của chế độ ta là tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân, là chế độ dân chủ do nhân dân làm chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Pháp luật Việt Nam đã quy định các điều kiện cụ thể để thành lập hoạt động của tổ chức xã hội dân sự. Trên thực tế, bên cạnh các tổ chức chính trị, đoàn thể quần chúng, nhiều hội, tổ chức phi chính phủ đã và đang được thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, hoạt động công khai, hợp pháp, mang lại những lợi ích đáng kể cho xã hội và cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn các hội, tổ chức quần chúng tự phát thành lập, không có tư cách pháp nhân, mang tính hình thức, chạy theo lợi nhuận kinh tế đơn thuần, hoạt động tùy tiện, kém hiệu quả, không phát huy được vai trò đại diện cho lợi ích của hội viên. Cá biệt, còn một số tổ chức có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật, gây phương hại đến an ninh quốc gia, buộc các cơ quan chức năng phải chấn chỉnh, xử lý. Lợi dụng điều này, các thế lực thù địch đã xuyên tạc, vu cáo nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền. Đó là sự đông đặt vô căn cứ, mang tính thù địch. Thực tế cho thấy, ngay từ ý tưởng cho đến quá trình thành lập và hoạt động, do tính chất nhạy cảm về chính trị xã hội, nhiều tổ chức đã trượt khỏi bản chất, hình ảnh tích cực của xã hội dân sự đích thực, trở thành công cụ để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá chế độ. Các tổ chức núp bóng xã hội dân sự này thường trá hình dưới danh nghĩa bảo vệ dân chủ, nhân quyền, nhằm hướng lái vào phê phán vai trò lãnh đạo của Đảng. Họ cho rằng chế độ độc đảng là độc tài toàn trị, là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, sai lầm, v.v. Nhìn chung, các hoạt động chống phá dựa trên công cụ là tổ chức xã hội dân sự trá hình mà họ thường sử dụng tập trung vào các thủ đoạn chủ yếu sau. Một là đề cao vai trò phản biện xã hội của các tổ chức giả danh xã hội dân sự, hướng lái hoạt động của các tổ chức này dẫn đến đối lập về tư tưởng chính trị với nhà nước ta. Hai là thúc đẩy xu hướng thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp. Một số tổ chức xã hội dân sự không đứng trên lập trường của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, hướng lái mục tiêu hoạt động nhằm phục vụ lợi ích của một số nhóm người, đối lập với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Ba là lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để hướng lái các tổ chức xã hội dân sự vào các hoạt động trái với tôn chỉ, mục đích, vi phạm pháp luật. Bốn là gia tăng các hoạt động móc nối, liên kết, hậu thuẫn cho những người bất đồng chính kiến trong nước, hoạt động theo khuynh hướng độc lập, hình thành xã hội dân sự trái pháp luật, chống nhà nước, tạo tiền đề cho sự ra đời của các tổ chức chính trị đối lập, thiết lập chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập nhằm tiến tới mục tiêu thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Họ còn mượn cớ phản biện xã hội, kiểm soát quyền lực, nhân danh dân chủ, nhân quyền để mị dân bằng các hoạt động xây dựng quan hệ thương mại và phát triển gây phương hại đến an ninh quốc gia. Với yêu sách đòi mở rộng quyền tự do, dân chủ vô chính phủ ở các nước xã hội chủ nghĩa, chống lại nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi thực hiện chế độ đa đảng và các tổ chức chính trị đối lập, các thế lực thù địch đã và đang thực hiện mưu đồ thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Gần đây, họ tập trung tuyên truyền luận điệu độc quyền, thủ tiêu dân chủ là nguyên nhân của những sai lầm và yếu kém trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Họ tăng cường tập hợp lực lượng, thành lập các tổ chức đảng phái chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam như Đảng Dân Chủ của thế kỷ 21, Thanh niên Dân Chủ Sơn Hà, Liên Đảng Lạc Hồng, Đảng Thăng Tiến Việt Nam, với mưu đồ tác động thiết lập chế độ đa nguyên, đa đảng, chuẩn bị điều kiện và tiền đề cho sự thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục núp bóng tổ chức xã hội dân sự trá hình, làm công cụ quan trọng để chống phá Đảng, nhà nước ta với các hướng. Một là gia tăng hoạt động truyền bá xã hội dân sự
nhằm gây áp lực xã hội đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, làm tiền đề cho sự ra đời phát triển của các tổ chức xã hội dân sự trá hình ở Việt Nam. Hai là tiếp tục tác động can thiệp vào vấn đề dân chủ nhân quyền, coi đó như động lực để thúc đẩy sự phát triển của xã hội dân sự trá hình. Ba là tập trung tuyên truyền tác động để phá hoại nội bộ, thúc đẩy quá trình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, nhằm gây dựng phát triển lực lượng cho các tổ chức xã hội dân sự chính trị đối lập. Bốn là gia tăng tác động nhằm chuyển hóa các tổ chức xã hội dân sự đích thực ở Việt Nam, nhất là các hội, các tổ chức phi chính phủ, trở thành các tổ chức xã hội dân sự theo hướng đối lập với nhà nước ta. Từ đó trực tiếp chi phối, khích lệ các hoạt động chống phá chế độ, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Năm là sử dụng các tổ chức xã hội dân sự trá hình làm công cụ tuyên truyền, tác động tư tưởng, kích động, lôi kéo, tập hợp một bộ phận quần chúng nhân dân, kết hợp với các hoạt động gây mất ổn định chính trị xã hội nhằm chuẩn bị điều kiện để phát động các hoạt động gây rối như cách mạng đường phố, cách mạng màu để thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Để đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu trên, triệt tiêu mầm mống của các hoạt động gây rối, bạo loạn, lật đổ là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài. Do đó, cần thống nhất và nâng cao nhận thức, nhận diện đúng về xã hội dân sự, phân biệt và đánh giá đúng vai trò, vị trí, tầm quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự đích thực, không nhầm lẫn, đánh đồng với các tổ chức xã hội dân sự trá hình. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ đảng viên và nhân dân, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc cổ suý, lợi dụng, núp bóng tổ chức xã hội dân sự vào mục đích thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa của các thế lực thù địch phản động, chống đối, cơ hội chính trị. Các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, tập trung lãnh đạo, định hướng các tổ chức xã hội dân sự đích thực, tuân thủ và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Các tổ chức xã hội dân sự phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, nhà nước và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Thường xuyên đề cao cảnh giác trước âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị tác động, lôi kéo, kiên quyết bảo vệ Đảng, không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Chương trình hôm nay tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.